Cảm giác cái lô đất của nó hình như rộng hơn. Chứ rộng hơn không anh? Hay vẫn 150 nhỉ? Ở đây mới là đỉnh này. Ngay đây luôn. 148 m đấy. 150 đấy. Rộng hơn kia là 142. Sau biển Hải Âu 22. Khu này được kinh doanh. Bàn giao không không hàng rào. Số lượng này nó cũng là limit mà 1 2 3 4 5 6 7, 7 cặp. 14 căn song lập, 2 căn đơn lập đầu hồ. Quá. Dạ. Đẹp quá. Cái thứ nhất là anh nhìn quả đường này. Nó được hưởng cái quả đường này. 20,5 mét chú. Nó đã là ngon lắm rồi. Đường này 20,5 mét chú ạ. Đường 20,5. Bên cạnh là ngay là bên cạnh là Vincom Megamall luôn. Em chỉ thích cái này nó thoáng vì cái thứ nhất là cái mặt đường nó rộng. Cái thứ hai không có hàng rào. Ô, cái nhà kia sao vẫn có này. Căn đấy là ở. Căn đấy lại là ở căn này nó mới là sọt. Căn đấy mà được đập cái hàng rào đi ngon luôn. Căn này gọi là chính là vừa ở vừa kinh doanh là ngon này. Ừ. Cái căn này đúng không ạ? Đúng rồi. Đẹp nhất. Hay luôn. Khác kinh con. Đấy là chị. View mà không phải là chỉ căn kề góc đâu mà tận những căn dưới vẫn view được. To thích nhỉ. Vâng. Nó thoải mái, cảm giác bạn bè đến đỗ xe nó. Hai mặt đường to như này luôn. Thế. To như thế. Cái căn số hào của anh. Hai mặt đường to này luôn. Căn 28 rồi đấy. À. Hai mặt đường to như này luôn. Kinh khủng. Và cả một góc luôn. Căn bách thì một mặt đường to. Căn 17 cái đường chỗ nó là một đường 20,5 đấy.